Có thể chúng ta biết rằng là cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân nó rất là quan trọng ở trên mạng xã hội, nhưng lại không có một ai nói cho chúng ta là thời gian đâu để chúng ta làm. Như chúng ta biết rằng là hiện tại công việc kinh doanh của Linh rất là bận rộn, và mỗi ngày Linh còn phải có dành thời gian cho gia đình của mình, cho đứa con trai của mình, và bên cạnh đó mình còn phải đi chơi golf, mình chơi những cái môn thể thao, rồi mình còn phải chơi mô tô nước, mình phải có những cái thời gian đó. Vậy thì câu chuyện đó là làm thế nào để mình vẫn có thể sản xuất được video đều đặn mỗi ngày, làm thế nào để mình vẫn có thể tạo ra được những content mỗi ngày, thì đó chính là cái bí mật mà Linh muốn chia sẻ với tất cả chúng ta ở trong cái chương trình về thử thách kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Ngay kể cả khi chúng ta có một cái thời gian rất là hạn hẹp, nhưng chúng ta vẫn có thể tạo ra được những nội dung chất lượng, chúng ta vẫn tạo ra được những kênh hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower như chúng ta đã thấy ở trên Internet. Bởi vì bản chất Linh vẫn là một người kinh doanh, Linh sở hữu những cái hệ thống kinh doanh không chỉ ở Việt Nam và cả trên toàn cầu, trên 53 quốc gia ở trên thế giới. Vậy thì làm thế nào để Linh luôn có được cái thời gian để tạo ra được kịch bản đều đặn mỗi ngày, mà không chỉ kênh duy nhất của Linh mà còn cả vợ Linh, đó là kênh của vợ Linh. Chỉ trong vòng 2 tháng, Linh đã tạo dựng được hơn 2,9 triệu lượt follower, và kênh của Linh thì đến nay là hơn 3,8 triệu lượt follower. Và ngay kể cả khi chúng ta chưa biết cách làm video, chúng ta chưa biết cách viết kịch bản, thì chúng ta vẫn có thể tham dự chương trình này để chúng ta bắt đầu với việc chúng ta kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và bằng cách là chúng ta hãy mời Linh một bữa ăn trưa, chúng ta đăng ký tham dự chương trình này với chi phí của một bữa ăn trưa mời Linh, và Linh sẽ tặng lại chúng ta trong 5 ngày để chúng ta học để kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và cái chương trình này Linh chỉ làm tối đa được 1.000 người, đó là trên chương trình online. Nên vì vậy chúng ta cần phải đăng ký và chúng ta chuyển khoản ngay về cái chương trình này để chúng ta sở hữu cái tấm vé, để chúng ta thay đổi về kết quả kinh doanh của chúng ta, để chúng ta có được một cái thương hiệu cá nhân ở trên Internet có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt tiếp cận. Và xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở chương trình.